Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4. Vào sáng ngày hôm qua 20 tháng 4, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 với chủ đề Sách, Nhận thức, Đổi mới và Sáng tạo tại Thư viện Hà Nội. Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023 được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức ở khắp các quận huyện với nhiều hoạt động như trao tặng sách, trưng bày, triển lãm sách, xếp sách nghệ thuật, giao lưu tọa đàm tác giả, tác phẩm bạn đọc, tổ chức các trò chơi trí tuệ giáo dục qua vui chơi và đọc sách cho thiếu nhi. Các hoạt động văn hóa đọc được tổ chức nhộn nhịp đa dạng, được kỳ vọng sẽ tạo ra một đợt hoạt động trên quy mô lớn, ý nghĩa, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa và tinh thần hiếu học, hiếu đọc của người dân thủ đô, đặc biệt là cho tầng lớp học sinh, sinh viên. Đồng thời, sự kiện cũng tôn vinh các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho việc phát triển sách và văn hóa đọc trong những năm qua, giúp nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Cũng nhân dịp chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 2023, nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức sự kiện giao lưu, ra mắt sách, những miền lưu dấu, cảnh Việt trong văn chương. Những miền lưu dấu, cảnh Việt trong văn chương là sách nghệ thuật tập hợp các đoạn trích hay nhất trong sách giáo khoa chương trình phổ thông, viết về cảnh đẹp non sông gấm vóc Việt Nam kết hợp với những bức tranh được các họa sĩ hiện đại sáng tác. Những miền lưu dấu, cảnh Việt trong văn chương trải rộng tấm bản đồ cảnh sắc quê hương phong phú và rực rỡ, cho người đọc thêm yêu, thêm tự hào về quê hương đất nước. Cuốn sách này cũng hy vọng sẽ đáp ứng nhu cầu dạy và học, giúp cho giáo viên và học sinh tiếp cận tác phẩm văn học trong chương trình phổ thông trong sự giao thoa với các hình thức nghệ thuật khác. Tại sự kiện, các độc giả được giao lưu với nhóm tác giả và các khách mời, nhà văn Nguyễn Trương Quý, tiến sĩ ngữ văn Nguyễn Thị Ngọc Minh và họa sĩ Trương Văn Ngọc. Chỉ còn 15 ngày nữa là Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 32 sẽ chính thức khởi tranh tại Campuchia. Sau một thời gian chuẩn bị, thì đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng tham dự SEA Games 32. Tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 1.003 thành viên tham dự. Đây là số lượng thành viên lớn nhất trong lịch sử đoàn thể thao Việt Nam từng tham dự một kỳ SEA Games bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đoàn đặt mục tiêu trong top 3 đội dẫn đầu với 90-120 huy chương vàng. Tới thời điểm hiện tại, những công việc cuối cùng đã được hoàn tất để sẵn sàng cho kỳ SEA Games diễn ra tại Campuchia vào tháng 5 tới đây. Đây là cái đoàn thể thao mà lớn nhất khi đi ra khỏi nước Việt Nam thi đấu ở các kỳ đại hội. Vì từ cái công tác chuẩn bị cho công tác chuẩn bị lực lượng để thi đấu, vấn đề này thì cũng đang từng bước giải quyết. Sau đó thì chúng tôi họp về tất cả, rà soát hết các tất cả vấn đề về công tác chuyên môn cũng mà trong ngày buổi chiều thứ năm đó, để tính toán làm sao để chúng ta đạt được thành tích tốt nhất. Đó, mà như tôi đã nói rồi, muốn đạt được thành tích tốt nhất thì không riêng gì vấn đề về thi đấu, còn các vấn đề về công tác hậu cần. Tại lễ xuất quân diễn ra mới đây tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, đoàn thể thao Việt Nam cũng đã thể hiện quyết tâm thi đấu với tinh thần đoàn kết, cao thượng, nỗ lực giành thành tích cao cho đoàn thể thao Việt Nam, mang tinh thần đoàn kết, hữu nghị, phát triển thể thao cũng như văn hóa nhằm nâng cao vị thế của thể thao và con người Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện tại thì em đang rất là chăm chỉ và nỗ lực tập luyện hết khả năng của mình để mình có thể có một thể lực tốt nhất, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ SEA Games sắp tới. Bản thân em thì sẽ cố gắng thi đấu tốt ở những nội dung mà mình đăng ký tham gia thi đấu và bảo vệ những chức vô địch mà mình giành được tại kỳ SEA Games 31 trên sân nhà Việt Nam. Thì cái tinh thần và cái cảm giác bây giờ không riêng mình, em nghĩ là các vận động viên cũng rất là vui vẻ và hưng phấn, mọi người rất là mong chờ. Với bản thân em thì em cũng đã sẵn sàng và em hy vọng là có thể sớm nhất có thể sang Campuchia để thi đấu SEA Games 32. Mục tiêu của em là khi em tham gia thi đấu, em bước lên sàn thi đấu, em sẽ hoàn thành bài thi và không có một điểm trừ nào cho đến lúc em bước xuống thảm. Em nghĩ đấy là thành công của em và luôn là mục tiêu của em. Với sự chuẩn bị tích cực, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, tập thể cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam đã tự tin sẵn sàng tham dự SEA Games 32.